người nào yêu tuần này thì hôn tuần này. Gần hôm nay anh sẽ để mặt trời lại gần hôm nay hay anh để em chơi vơi giờ còn đôi ta tiên là núi nên là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa thì đôi môi em còn đỏ gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu khi đôi má em hay hay em nói em yêu tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời lại gần hôn anh em để anh chơi vơi giờ còn đôi ta yên là núi đến là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa khi đôi môi không còn đỏ mọng khi đôi má em hay hay em nói em yêu tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời lại gần hôn anh hay em để anh chơi vơi giờ còn đôi ta kia là núi đây là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa còn đôi ta.